Chào các bác, clip này em giới thiệu đến các bác con âm ly Victor. Con âm Victor này dòng này là size bé, các bác có thể đánh với loa Buxell hoặc một dòng loa bình thường ở trong phòng ngủ hoặc những căn phòng tầm 25m² đổ lại. Chiếc âm ly này có mức giá em báo rồi đây, số 21 giá 1,6 triệu này. Ngoài ra thì em test thử cho các bác đôi loa Bow 301 series 5. Thì đối với đôi loa Bow này em khui hàng luôn một bên cho bác nhé. Hiện tại em mở test ở đây thì nó đa số nó chỉ đánh một bên thôi. Còn con này đã được mở ra thì cái chất bát, chất chống của nó không còn nữa, hầu như là sẽ được đánh một bên. Thì sau đây em vừa test nhạc cho bác, em vừa quay con này vừa đánh vừa khui hàng luôn nhé. Đây nhá, em đánh trên con này luôn. Con âm ly này cái ba lăng cân loa nằm ở trong rồi nhá. Đấy. Con thì chỉ đánh một con đấy, con này vẫn đánh nhưng mà nó ngoài bát rồi. Bóng bảo vệ đấy nhé. Cho vào thùng ra. Đấy. Đấy, nó lỏng dây thôi nhá. Tôi lỏng cái dây này để em làm buộc lại dây nhá. Lỏng dây. Vừa cho bé bé, nó lỏng cái dây. Đấy. Các bạn nhìn này, củ khui hàng của nó này rất là đẹp luôn. Để nó tránh, đấy, lắp đi lại. Chất thì quá hay rồi, không nghĩ nhá. Đấy, tí nữa mở như này xong thì em sẽ chấm các mối hàn này cho các bác cho nó tiện. Chấm để cho nó chắc luôn, nó mất công mở mà. Chấm dùng cái mối thiếc của đấy là nó sẽ chắc chắn hơn, nó bỡ bát để dùng, đấy nhá. Rất là hay, đây này, cân loa này. Đấy, chỉ mở nguyên một loa. Sang bên này mở nguyên một loa bên này. Đấy, một loa. Đây một loa đấy, em gạt hết trong ghế một bên. Có một con loa nhé. Tắt luôn nhé. Đôi loa này có mức giá là 5,9 triệu ạ. 5,9 triệu. Em chưa lau dọn gì đâu, lúc nữa em sẽ lau dọn hết cho các bác, nó sẽ sạch tưng luôn. Lau dọn sạch tưng đây này, đây là những vết đây. Đấy này, đấy, cạo ra luôn này. Đấy, đấy, ra hết này. Vết xốp nó đè nó dính đấy. Lau là sạch tưng luôn ạ. Giá 5,9 triệu ạ, em chào các bác. 5,9 triệu đôi bô, con âm ly này có mức giá 1,6 triệu. Con âm ly Victor.